Ôi. Tao nói gì sao? Trứng mà đòi khô hơn vịt. Tôi muốn làm bánh cuốn. Trời ơi, cái gì vậy mà chỗ bộ chị trời. Thì ra là cái workshop hôm nay là để cho chị tự. Sao bà nội? Cái hoạt động của Adobe như nào, nó không phải là làm nóng bình thường. Mà nó sẽ là nó có những cái lên tia gọi là những cái gì đó, những cái sóng mini. Xong chưa? Mà... đó có thể là những cái lò vi sóng xịt, nhưng mà cái này thì không. Ok. Hello. Welcome back my channel. Chị mang cái đồ của bà nào của ông Huy á. Nói chung là hôm nay á là lại một số nữa để chuẩn bị tâm lý cho Hằng ở trong chuỗi series mang hàng đến thị trường quốc tế. Đây là tôi thấy bà lo cho tôi quá hả? Ừ đúng rồi. Mai mốt mà chị lấy chồng thì chị nghĩ là trước đó chắc 2 tháng là chuẩn bị series lần. Chị lấy chồng thì thôi. Dạ chị. Em không dám đụng vô cái chuyên môn đó nha. Nhà cửa bếp núc và đẻ chị có chồng để chồng sao? Chị dạy chị. Đi du học á là em có thể giúp Hằng được. Ừ. Chị có chồng đẻ con, nhưng cái chuyện đẻ con là chỉ có chị làm được thôi. Đúng rồi, chứ nó biết đâu. Em không có được lĩnh vực thì đâu. Nên là bây giờ á, thôi em lại tập trung cho Hằng thôi, để giờ Hằng đi nước ngoài nè. Đi nước ngoài á thì không thể nào mà lúc nào cũng đòi hỏi bếp núc đàng hoàng được. Ừ. Đó là như là cùng lắm đi, là bằng cùng sinh đạo tặc á thì cũng có ít nhất được một cái microwave. Ừ. Nên là hôm nay là sẽ là test thử những công thức nấu ăn full bữa ăn luôn nha bằng microwave. Rồi hôm nay là sẽ có hai công thức mà tụi tôi kiểm chứng, hai công thức đều rất là nhiều view ở trên TikTok. Đó là lẩu microwave và bánh microwave. Lẩu thì làm sao nhúng được? Không nhúng, nó tự nấu cho mình theo nguyên tô thôi, mình đem ra cho mình ăn. Thì gọi nó là canh chứ tại sao gọi nó là lẩu? Nhưng mà canh mà có miếng mà. Thì canh có miếng. Canh bắt lên phượt. Chỉ biết như hồi xưa tôi có lẩu sinh viên chứ không, lẩu một người ăn á. Rồi đó. Rồi. Thì cái tinh thần cũng là vậy nha. Chứ mình đừng có đặt kỳ vọng là hai dây lao hay chi nha. Mình lớn lối vậy sao vậy? Tân sinh viên ơi, Tân Trang Đồ Công Nghệ ghé Sephones ngay thôi. Giảm thêm 10% cho tất cả sản phẩm, áp dụng cùng các ưu đãi hiện có. Đặc biệt, đổi điểm thi nhận voucher giảm thêm đến 3 triệu đồng khi mua laptop và iPad. Voucher áp dụng đồng thời với khuyến mãi S-Student kéo dài đến hết tháng 10. Nhập hội, lội deal ngay. Thường là công thức này là người ta xài miếng, chứ ít chưa thấy nhiều người là xài mì. Tại vì có thể là tôi nghĩ là mì mà nếu mà nấu ở trong microwave lâu nó dễ bị nhão. Đó nên là đa số công thức là xài miếng thôi, mình cũng xài miếng nha. Nói chung là cách làm của cái nồi lẩu này á là chỉ là đổ nguyên liệu lên, sắp từng lớp, sau đó là cho một chút miếng nước lọc, một chút nước tương rồi chúng ta quăng vô microwave thôi. Còn cái bánh hôm nay á thì đây, mọi người có thể là chuẩn bị trước giờ năm khánh tất cả những cái loại bột bánh sẵn nào mọi người có. Theo như cái công thức thì cũng có 5 triệu view hay gì nha. Quê rồi. Là trộn bột thì với sữa và đánh mà đều vô và quăng vô microwave. Bây giờ là làm lẩu trước nè. Trong lúc đó pha bột nè. Đâu lấy thêm nước tương rồi. Đó, em nói Hằng không làm gì nó đấy chưa? Ý là gì đợi em nhắc chị thấy không? Ý là thấy tới cái lúc mà chuẩn bị làm rồi thì phải tự đứng lên đi. Tao vậy á. Đây cái tô này nó hơi nhỏ với lại cái miếng này nó hơi dài. Không sao. Lên nó hầm mà lần vậy hả? Ừ. Sau đó là trên cái clip là người ta rất hấp dẫn. Là người ta sắp lớp tầng từ cái này. Sau đó người ta sẽ lấy cải thảo người ta ụp lại hết. Ừ. Đó, thì bây giờ là chúng ta cũng sẽ làm y chang như cái video cho cả nhà nha. Đó rồi, mọi người cứ sắp xếp vô lớp như cả nhà. Từng từng lớp. Đúng cái công thức này là nói chung là mọi người ở nhà mình nó cứ có topping nào thì mình cứ quăng vô topping đó. Tại vì đây nói chung là mỗi công thức mà nấu ăn lò microwave á thì nó rất là phổ biến, mình thấy là ở bên Hàn Quốc. Đặc biệt là cái gì vậy? Không phải. Bảy rồi. Sao không được? Cải thảo là cái ụp lên cuối cùng. Là nó giống như cái nắp để nó giữ cái độ ẩm của cái này lại. Tức ghê á. Công thức của chị Thư là chị Thư đang suy tay mọi người nha. Đúng rồi. Này là cái này trộn bột freestyle thôi. Đó. Kệ nó. Chưa. Sao mắc cái cải thảo vậy hả? Tôi thích cải thảo. Ê, cải thảo mắc tiền lắm á. Trộn bột là chị đúng. Đó rồi. Ơi, một đống bột nha. Trời ơi, cái gì vậy mà trộn bột. Chị trời. Thì ra là cái workshop hôm nay là để cho chị thì ý là trộn bột ơi. Là mọi người sẽ công thức của mình là sữa, trứng. Thì thôi. Vậy là bỏ sữa là ok, nhưng mà nên bỏ sữa lỏng á cho nó trộn, bỏ sữa đặc. Cái tao quậy lên nhìn được. Đúng rồi. Có trứng nữa nha. Ê từ từ thôi. Đúng không? Nè, nè Hằng nhìn nè, nhìn kỹ nè. Đó, để thầy chỉ cho em sau này em đi trung học em biết nè. Nên em cứ xếp rau lên nha. Ở nước ngoài mắc lắm em không có tiền mua cái rau này đâu. Ở nước ngoài là em ăn là rau bina, rau spinach á. Đó, em ăn mấy cái đó thôi. Rồi đó, sau đó thì em xếp cho thầy là thịt bò nha em. Thấy nó ra rồi đó. Ra mà. Mẹo hình mẹo dạng rồi đó.
Ê xong rồi nè, giờ bỏ vô khay nha. Cái cách người ta làm á là người ta sẽ đổ ra vô một cái ly luôn. Đây nè. Không không, cái này vô microwave rồi nó cháy. Ờ. Người ta làm cái ly thủy tinh, cái ly sứ này nào chắc chắn là người ta đổ hỗn hợp vô và cái bánh nó nở lên trong cái ly đó luôn. Ê cái số này có thể là số nấu ăn nhanh nhất của tụi mình luôn á. Thì mọi người nói chung là cũng test hết sự tiện lợi mà. Ê cái này xếp xếp từ Đà Lạt xuống luôn quá. Mà còn mắc ăn vậy á. Cải thảo 70 ngàn lần á. Rồi giờ là sau đó là mình sẽ nêm nhẹ. Theo như công thức cái này á là mình thấy là người ta nêm là gọi là nêm cho có thôi. Tại vì bỏ vô nấu rồi xong đó là mình người ta nêm lại sau. Đó là mình thấy là người ta sẽ mình xịt nước tương vô. Sao tự nhìn nó đau bụng dữ trời. Trời ơi ăn cái gì vậy trời. Cũng có ăn cái muốn xôi mà. Đây là tỏi phi đi mua. Ồ có là người ta làm sẵn vậy nữa he. Hay quá he. Đó rồi mình rất thích. Nói chung là cái này là ai thích gì là bỏ đó. Đó rồi. Sau khi mà nó nêm nếm vừa vị rồi á thì chúng ta sẽ châm nhẹ xăm xắp nước lọc vô. Người ta bỏ vô cái ly. Thì cái này khác gì cái ly đâu. Cái này khác gì cái ly đâu hả? Chị hỏi gì vậy chị Thư? Ý là thay vì cái hình cái ly thì bây giờ mình bỏ ra hình cái chén cho nó nhiều luôn á. Được không? Rồi ok được luôn. Đắt tiền hả? Rồi mình nấu món này trước nha mọi người. Rồi bây giờ tới bước Hằng thích nè. Ủa cái này lên. Đó mình hả? Sắp người ta có cái hoa văn đàng hoàng đúng không? Hoa văn chi? Đàng hoàng. Nước thì bỏ vào mía rồi đòi con người ta chín. Một tô lẩu microwave là hoàn thành. Bây giờ là tụi mình sẽ bỏ vô microwave tụi mình nấu mọi người. Có thể là thành công hoặc có thể là thất bại. Khả năng thất bại sẽ cao hơn. Ủa chị thấy nấu như bình thường thôi. Ghim vô, ghim điện, ghim điện chứ. Hàng gọi lộ số nha, lộ số mình bán 30. Rồi thôi tụi này tắm. Để em muốn không chín nổi. Không chín nổi mẹ ơi, 10. Cái này là microwave. Thì sao bà nội? Cái hoạt động của microwave như nào, nó không phải là làm nóng bình thường. Mà nó sẽ là nó có những cái lên tia gọi là những cái gì đó, những cái sóng mini. Xong chưa? Bài. Đó có thể là những cái lò vi sóng xịt, nhưng mà cái này thì không. Ok. 5 minutes later. Từng là có vẻ mà yes, là chín rồi. Có vẻ là chín rồi. Lò vi sóng bật trong 5 phút để nung bánh. Ok, bây giờ là để check cái lẩu này cả nhà mọi người. Cũng ra hình ra dáng lắm nha. Miếng chín nè. Mặt hàng xưởng chín. Miếng chín, rau chín. Ê, bạn phải tưởng tượng những cái cảnh đó mà những hôm mình không còn tiền. Bạn tưởng tượng bạn đang ở Anh đi. Bạn là một cô bé lạnh lẽo giữa một mùa đông cô đơn tại đất nước Anh. Không có một ai cho bạn một đồng tiền nào hết. Nhưng mà tự nhiên bạn chỉ còn những nguyên liệu dư này. Bạn bỏ vô microwave, bạn có được một cái nồi mà nó cũng có gọi là vừa nóng hổi, vừa có thịt, vừa có rau. Nguyên liệu dư mà có bò ba chỉ. Rồi bây giờ là đây là nồi lẩu. Nói chung là trên TikTok người ta cũng lăng xê hơi quá ha. Cái này thì mình thấy là giống như một nồi miếng thôi. Đúng rồi. Một cái tô miếng thôi nhưng mà tao không đồng ý chữ lẩu. Rồi thử đi. Tôi nhìn nó buồn lắm. Có bị lạc không? Lạc lạc quá luôn hả? Chắc luôn á. Được. Mình không chấm về phần khẩu vị nha mọi người. Mà mình chỉ chấm về cái việc nấu bằng microwave nó như thế nào thôi. Nó lạc nhưng mà nó cũng rất là ngọt của bò với lại rau nha. Ừ, miếng cũng chín đều luôn. Nhưng mà cái rau này thì chắc chắn là sẽ không tránh được cái việc là nó sẽ bị mềm nhũn ra. Nhưng mà nó sẽ bị hơi yếu tại vì nó microwave thì mình sẽ không có kiểm soát được vụ này. Đây là cái công thức mà hot nhất trong cộng đồng du học sinh bữa giờ. Tại vì mình thấy là cũng có rất là nhiều bạn TikToker du học sinh test công thức này rồi. Đó, hôm nay là lần đầu tiên tụi mình ăn. Thì tụi mình cũng thấy là rất là ok và phù hợp với những bạn nào mà không có nhiều điều kiện nấu nướng nha. Ví dụ như là nếu mà kinh phí mình thấp hơn thì thay vì mình thay một bò ba chỉ mình thay xúc xích nè. Hoặc là mình có thể để thịt nguội. Những cái món nào mà phù hợp với kinh tế của mình thấy rất là ok. Có thể là cái thời gian nấu nó sẽ kéo dài ra nhưng mà vấn đề là cái thời gian đó mọi người có thể tận dụng để làm được nhiều việc. Ok nha, rất là recommend cho những bạn mà học sinh viên nha. Cái này mà mọi người muốn tăng hương vị hơn thì mình nghĩ là mọi người có thể lấy những cái gọi là gói mà nước sốt nấu sẵn á, sốt tteokbokki, sốt lẩu thái, sốt kim chi rồi có bỏ vô. Chị nghĩ là chị sẽ nấu công thức này, chị sẽ nấu kiểu này. Rồi, nhấn nút. Coi ui tôi thấy chín rồi á. Chín rồi tôi chín rồi. Rồi ok ok. Oh. Wow. Rồi oh. Bánh bông lan si cô la làm bằng microwave. Tưởng không thành công nhưng thành công không tưởng. Ê nội cái việc nó nở thì em thấy mình rất thành công tại đúng vì bánh nở là đúng. Rất thích luôn. Ê, bột mềm nha, xốp nha, nè, nhìn kỹ giùm em nè. Rất wow. Là xốp luôn. Wow. Ngon. Ngon. Ê, cái này hợp lắm, tại vì chị rất thích làm bánh nhưng mà chị không biết làm bánh. Ê, không hề ngọt luôn nha. Ê, kiểu nó còn xốp ướt ngon. Nha. Ngon.
Tất nhiên là những cái quán bánh mà những cái quán chuyên làm bánh á thì họ làm bánh tất nhiên ngon hơn vậy rồi. Nhưng mà có những quán cà phê mình tới ăn mình thấy cái bánh nó cũng khô đét à. Nó cũng tương tương, nó cũng cỡ mình thấy cái này còn ngon hơn á. Cái này là bánh này còn tươi hơn, mềm hơn nữa mọi người. Tôi bất ngờ cái này hơn cái này luôn các bạn. Ê mà công nhận thiệt sự là cái việc làm bánh bây giờ thấy nó không phải là một cái gì đó quá khó khăn nữa đâu. Giờ tôi nghĩ là làm bánh là phải bỏ một cái lò nướng bánh rồi rất là kiểu cầu kỳ. Nhưng mà không mọi người, bây giờ với cái lò vi sóng là tôi nói là cái bánh nó vẫn chín, vẫn nở, vẫn ngon. Với chị là chị bất ngờ, tại vì chị làm bánh đó, chị làm bằng nồi chiên không dầu hay là bất kỳ cái gì chị làm cũng không có ra cái bánh không lan, với chị nó rất khó. Nhưng mà ngày hôm nay chị thấy là làm nó dễ mà nó ngon. Mình nghĩ là những cái gói bột này là có rất là nhiều bên họ bán giá rất là rẻ luôn, chứ không mình phải mua những loại quá xịn đâu. Ăn rất là ngon, hoặc là lâu lâu ở nhà mình ví dụ như là dư sô cô la hay gì cũng vụn vụn đó mình quăng vô luôn, ok. Hai công thức này là rất hỏi trên TikTok, nhưng mà tự nhiên mình vô tình mình lướt trên Facebook mình thấy công thức anh đó, ảnh làm bánh cuốn. Bánh cuốn bằng mayo. Cái món bánh cuốn là một cơ bản là một món rất là khó làm. Đúng không? Ở nhà mình rất là tại vì mình không tự làm mình được. Mình phải căng cái vải ra rồi mình mới đổ lên mình tráng coi cái bánh thì nó mới thành bánh cuốn. Ổng làm bằng microwave và ra được một dĩa bánh cuốn rất là bánh cuốn luôn. Rồi em muốn test thử coi là như sao, như thế nào. Ok, bây giờ test thử bánh cuốn với Hằng đã pha bột sẵn rồi, em một bạn ơi. Và cái cách làm của cái này á là chúng ta sẽ lấy một cái độ đựng dĩa hay cái hộp đựng đường, tráng một lớp dầu để cái đổ cái muỗng lên, tráng mỏ ra, bỏ vô microwave 30 giây là sẽ có được miếng bánh. Khi dây 1 phút nữa. Rồi ok, cho một miếng dầu nhỏ nha. Và mình sẽ đổ một cái chút bột lên. Xíu rồi. Ấy, trên này hơi nhiều. Hơi nhiều. Rồi mình sẽ mọi người sẽ ráng nè bột lại đặt nha má. Trời ơi, lát chán là cái bánh dày tôi. Không sao vậy, nó mới chất lượng. Lát chán là cái bánh dày như là cái bánh rán Doraemon vậy đó. Nó dày vậy nó mới không bị rách. Dairy Queen. Bột đa vũ trụ. Nói chưa, chị chán rồi nó sẽ bị cái đường này. Không sao, mấy cô làm bánh cuốn cô hay vậy nè, thấy không? Tại vì mấy cô chán là mấy cô có cái phần ván. Rồi, bỏ vô là bị sống rồi. Bỏ vô, Hằng cãi tao. Đứng lại con vịt, chửi hoài. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Ta cha hảo. Ta cha hảo. Tinh thần ly. Ê. Thôi luôn á, đúng không? Cùng xem thành quả bánh cuốn của Nam Khánh nha mọi người. Không phải của em, đây bánh cuốn của hai bà. Té một lần nữa lấy dĩa mới. Giờ là cái bột đó là Khánh đã pha lỏng hơn rồi nha mọi người, để tôi coi. Bây giờ là để Nam Khánh tự quyết định. Một lần. Lẹ. Ôi. Tao nói gì sao? Trứng mà đòi khô hơn vịt. Tao nói gì anh? Ê, tôi muốn làm bánh cuốn. Ê, tức mà là sao vậy? Là sao vậy mọi người? Bỏ vô cho em. Coi em sẽ hạ lửa cho nó đừng khét. Meanwhile. Ê. Ê cái gì mà ê. Bột chín rồi nha. Đi. Từ đây coi dứt lên được không đã. Ê không được chứ. Tiếp thì từ bỏ. Không, không từ bỏ. Tiếp vô. Lì thiệt chứ. Bao nhiêu giây nữa. Chín chưa. Và họ vẫn đứng để chê bai hà hê. Miền đời chua cay trên đường kia ta về. Mặc kệ những đính kiến. Trời ơi, không ngờ là trong bao nhiêu năm quay nấu ăn cũng có một món mình làm thất bại. Trước khi tụi mình cũng đã nói rồi, món cuốn là một món rất là khó. Bình thường làm ở nhà mà làm gọi là dụng cụ đầy đủ rồi đó khó rồi, chứ đừng nói gì làm microwave. Nhưng mà nói chung là cũng đã có người thành công rồi, chỉ là tụi mình không biết là tụi mình sai ở đâu thôi. Bạn nào xem video này mà biết tụi mình sai ở đâu thì comment bên dưới cho tụi mình, thầy Nam Khánh sẽ làm lại cho mọi người nha. Không, từ đây em không ăn bánh cuốn nữa. Nhớ nha mày. Còn về cái công thức mà làm bánh bông lan sô cô la là tuyệt, gọi là sao ta, đỉnh của chớp. Đúng rồi, vừa dễ, đỉnh của chớp luôn. Vừa mà thành công, vừa ngon. Ngon mà vừa tiện nữa. Còn về ví dụ như là nấu mì, nấu phở, nấu miếng như thế này thì mình thấy rất là ok, tiện lợi. Nói nguyên liệu chín đều. Quan trọng là mình nghĩ là nó ở microwave thì an toàn là trước. Thì đúng rồi. Thịt, thà, rau, củ quả đều chín rất là đều. Nên là trước tiên là an toàn nha mọi người nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Em thất bại rồi, em không xứng đáng. Em chỉ muốn ăn bánh cuốn thôi mà.